Chúng tôi xuống ở lầu nền yên chỉ tìm thấy nơi bên này sống chú nơi bộ đồng miên cái đại đại địa tôn tên đường đá rác sẽ là bạn dân mới đuông cha cứ nền yên tổ sử lệ đại bàn đã trong non chân the tôi sử lệ bằng nhà hai chỉ vật rụt chỗ tuôn tuôn trong lìa chỉ vật cửa hoa từ sáng nua mùi rụt chẹ chạ chanh bị tục tiếng buồn cha chẳng môi rồi dạy trong cõi ni phong đại đà ra sầm đai nâng đà ra trong riêng cha đọc bộ cai vô hà xa sạp cư nệ niên tuổi sử lẽ hạ đôi chứ miền rương rồi cam rồi có chỉ trao nên không chỉ vật cửa xe cho mùi nâng ảnh đất xa mây rồi hốt miền cá bắt đăng tìm tìa cồn đã thua ai chỉ vật rồi bỏ nệ niên chú bật tè tà rương xa mọc xa mang bị bẹ phá lời chất chìa bần tò bần tò bà chá sơ tè rõ thường ngày mình luộc phong đáy hơi sạp tài bề thông mây đi phong đai cha tụi sử lệ cư bàn bằng hoa rục hiệp muối thân nơi khăn bằng tốc bề đai chỉ cần lại thuở ai sử ngọc chật cởi bỏ tiếp bằng nhà hai mình chạy chọp thêm từng chọp đòi ca rịp rọp bầm nón cho nghĩa rục để thò đòi cả buông mùi rồi chạy đầm bầy chạy tranh bí xì cái đầy tục thá rõ bề khi nhóm bị bạ chất rục nhóm tay tay tranh bị bẩn tốp ở thuốc đầm bầy xong xì cái đầy sốc xong rạp khuôn anh bà ai cho rục nhóm chọn tự buông mùi rồi chạy đầm bầy chạy tranh bí xì cái đầy tục xem nhìn nhâm đầy thlop miên có bát ta ngay sai từ chỉ rằng nè dương có mớ mình khởi nhân năm mới nơi cầm cả bằng hoa bằng hang bị ả rầm còn qua là nông chất rồi hôn miên bầm nong chẳng bố đâm bay ở ngập sóc rồi bỏ nền nhiệt tuổi sri lệ cái khởi miên để lấy mình đang sừng cùng chỉ trán tốt nơi cái anh đặt ở số chỉ khang đòi miên để khla bàn không minh và đòi mặt tệ phòng đại thả mình chăm bay tự bố tệ bong còn tệ bong sri lệ so riêng rồi ngày sau tự bàn hỏi bong còn tại sao mà thị tư cứ ngập chất hỏi bong dạng nào mình chỉ thông bản đá chỉ vật mình ôm đẹp mình đẹp cứ tay tại chụp bật tê nơi bằng nhà ha sọc nâng tục lý lòng khá chỉ nơi chả mình tha nẹ nè nô tế chả nẹ khá tục tích nẹ khá tục chả cha hai chấm bốn mình đôi chân khá nó bị đại rồi nơi tay tại bật tê nơi sẽ đi tục tuôn tuôn cha tôi chàng đôi chân là những tôi sẽ lẹ tay mà đón cha đại thổi con miền ở rộng thái hạ cho ngõ nghị rộng lời bật thóa cha xâm ra chật cha trong sang phân nô đầm bầy bàn ngọc chật phòng này cha cho nên là mình đi còn tại chỉ cả bằng hoa bằng hang bị ở rộng còn qua là khăn ông chật khăn rồi bỏ đà ra xây cha riêng ở khu bố sở lạc con mùi đó sở sạc cha cứ ở nền yên tôi sẽ lẹ cha chẳng ngày lần thì đã dâng bằng to cho mùi nâng bộ đồng miền chân mùi tiết để đã chấm đồng nhếp áo xa chứ thầm mây bị thị cả rồi bàn sẽ bị bệnh bật bệnh đồn rịp ca cha hỏi chả chẳng cứ tha mùa rồi chạy bè nế bật tụ bài chìa miễn Covid chẳng nạc đây có dân tài ta sẵn kết khơi bị thị áp bia bị bia nơi ta miễn chìa bằng tọ nếu có nông đụng đai đà ra đọc bỏ chương chả có mình tích nhẹ đụng đai để bán cho rung chả cho rung ca nơi ở xa mây Covid nì chả tôi giang đôi chìa bè sẵn bè chả cứ bán thua ở cái ai phía áo xa chứ thầm mây nếu có nông xong cùng xa lập bạc đã xa ta nền niên ban xâm rạch chất cho rộng cả tay mà đón chứ mùi nâng chốt xâm liệu bóng bẹp bà rộng bây nấy sẽ đi bây tựa ban mà hai chân bộ niên chụp tại sẽ đầy sọc xen to riêng tư cả rồi chọp chả chắp cú khní chìa bà đầy bà bùn bí thay cả rần này chà vô hà sạp chạy tự mình lịch ban sẽ đi bây đại công bông tài lãng cột khăn này ở tù nửa ti ban xâm rạch cho rộng cả chìa bà lời cả hỡi bí thay đẹp cả này cứ bán chờ rơ dọc thằng ngay chả chồng thằng ngay bằng bì mạc ra nâng thằng ngay bằng bây mạc ra chân em bì bọn phái môi chờ tăng thằng ngay bì lìa chì nì chìa bí thay cả rần này chả đồn lịch thơ lô môi này ở các đám chân em này đại bán vay chanh chả cài chai thuở cái chắp à rầm bạn sẽ biết cơ bản cho rộng ca là thằng ngày tìm bằng bấy mạng ra chân em bì bọn ở phây môi hay niềng bán xâm ra chật bởi cô bài đông đọc bỏ rì xót rộng bỏ niên từ áo bỏ rõ rụt xong hà mà nè đã chìa xoa mây cơ rõi bê dô chật khá nia giang xì chùm rời nè thằng bì mình ai đọc ọ chăm bê về lì ổ bằng lại dù tiệt lái chả đòi dô tha xong là mồm đọc bê xâm bè hợp tâm cơ rộng ca chôn bó chây bì nhịn mệt bóng bồn không chốt tại tay chỉ còn cầm mồm đó sờ sẹt bàn sợi bay cứ tự ban cá chập à rầm chỉ khăng nên không chốt bờ bay này chết miễn cá rầm lịch phìp sờ sẹt trả hơi ở tiếng côn cầm lóc co sừng hà phong nút rất tay tự ban cá sờ sẹo pi mà hà chuẩn thẻ bàn sợi bay bàn sờ mây sờ ba khnì hơi sờ sừng hà nè sợi bay cứ chỉ ở tay tạ nè khay tạ cáo để bàn đô từ nơi khay bờ bị hia cho mồi nằng mạ bà bộ ở bụng niên chỉ thể hiện nơi tí nâu hay về chấm tông sẽ bị đa lộ rục thoát lẹc nạ tế chó đáp nhiều là ngỡ tới bà sát bà bị hiểu
វិស្នារបស់នាងគឺបានចាត្រដែតខ្លាយទៅជាអ្នកសិល្បៈហើយក៏ខ្លាយជាពិធីការនីហងមាសលេចធ្លោចុងក្រោយនេះបើយើងគិតទៅដល់ប៉ែនស្រីពេជ្រក៏ចេះសម្ដែងដល់ពូកែចាហើយជាពិសេសគឺតួការឈ្នះនិងអច្រៀងយ៉ាងពិរោះទៀតផងគ្រាន់តែនាងស្រឡាញ់ខាងពិធីការនីនឹងជាង ចាចឹងកម្រងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់នាងដែលបានបង្ហោះទៅហើយគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពិតជាចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើការแชร์ក៏ដូចជាជូនពរទៅដល់ប៉ែនស្រីពេជ្រចាដែលបានចូលរួមជ័យចាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ដែលមើលទៅគឺពិតជាស័ក្តិសមទាំងវ័យនិងរូបសម្រស់តែម្ដងចាចឹងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈចំនួន2ដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេច